trên channel của mình thì Linh Di có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó là ba của Linh Di. Hello. Ở nhà Linh Di gọi ba là bố, và bố của Linh Di là một người doanh nhân nhưng mà rất mê guitar. Và năm nay thì bố Linh Di và Linh Di muốn dành tặng mọi người một ca khúc bất hủ có tên là Last Christmas, và chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình của mình. Cảm ơn bố vì đã làm video này với con. Thông tin luôn.